Chương trình tin tức hôm nay được bảo trợ bởi chúng tôi hân hạnh giới thiệu cùng quý vị công ty 405 Cabinets, chuyên về thiết kế và trang trí nhà bếp. Jin và Kim Thư Jewelry, nơi duy nhất bán vàng 4 số 9 có in hình bản đồ Việt Nam 7149859999 và 7146577866. Dạ, chào đón quý vị đến với Thời sự Thế giới trong ngày thứ ba của Lưới Đời Sài Gòn TV. Trước khi Thảo Yên gửi đến quý vị phần dự báo thời tiết một lần nữa, sẽ được thông báo để mời quý vị phụ huynh nếu có các em nhỏ hãy ghi danh cho các em đi thi vẽ tranh thiếu nhi nhân dịp Tết Trung Thu tổ chức tại Thương xã Phước Lộc Thọ vào ngày thứ Bảy 11 tháng 9 từ 10 giờ sáng tới 12 giờ trưa dành cho tất cả các em từ 5 tới 16 tuổi. Rất mong quý vị phụ huynh ghi danh cho các em tại số điện thoại của đài 7149799562, 7149799562. Chương trình rất là vui và đây là dịp để các em thi thố tài năng vẽ của mình, có rất nhiều giải thưởng giá trị gửi đến cho các em cùng với chương trình Tết Trung Thu của Lưới Đời Sài Gòn TV vào ngày thứ Bảy 11 tháng 9 tại Thương xá Phước Lộc Thọ. Kính mời quý vị cùng tham gia. Thời tiết trong ngày hôm nay như thế nào, Thảo Yên? Dạ vâng, thưa quý vị và thưa anh, sáng ngày hôm nay đó ở tại Westminster và Garden Grove có một tí mưa bụi nhỏ nữa và mây đen kéo về rất là nhiều. Và chính vì vậy mà nhiệt độ hôm nay buổi trưa lên cao nhất cũng chỉ khoảng có 77 độ thôi thưa quý vị. Và ngày mai thứ tư, thứ năm, thứ sáu, quý vị thấy là nhiệt độ vẫn giữ ở cái mức là khoảng trung bình 78 độ thôi, mát mẻ. Nhưng mà bắt đầu thứ bảy chủ nhật đó thì là cái lớp marine layer nó qua đi đó, thì hai ngày cuối tuần thứ bảy chủ nhật là nhiệt độ quay trở về với cái mức là trung bình khoảng 80 mấy độ. Nói chung là hôm nay với lại đến thứ sáu trời vẫn còn tiếp tục mát mẻ, và những ngày này đó thì sẽ có cái cơ hội mà mưa bụi nhỏ nhỏ ở, nhưng mà không có nhiều, nó cứ vài giọt thôi thưa quý vị. Nhưng mà đi ra đường quý vị cũng nhớ cầm theo cây dù. Và xin được cập nhật về cái tình hình cái cơn bão Ida qua đi đó thưa quý vị. Thì tính đến sáng ngày hôm nay tổng cộng đã có 4 người thiệt mạng do cái cơn bão này và hàng chục người bị thương. Thì hai người mà thiệt mạng mới nhất đó là xảy ra ở tại Louisville, Mississippi. Như quý vị thấy đó là có khoảng chừng 7 đến 10 chiếc xe họ đang lái ở trên cái freeway 26 ở cái quận gọi là George County. Nhưng mà nước mưa nó dâng lên, nó ngập rất là nhanh thưa quý vị, mà các giới chức họ nói là những chiếc xe này bị nhấn ở dưới nước luôn, là cái khoảng độ sâu mực nước là 20 feet, cho nên là hai người bị kẹt ở trong xe đó, đến khi mà được cứu là không cứu được nữa, và cả 10 người bị thương chỉ ở trên cái đoạn highway này mà thôi. Thì sau khi mà bây giờ đó cái bão nó tan đi rồi, bây giờ mưa nhỏ nhỏ thôi thưa quý vị, thì FEMA đã được chuẩn bị đi đến những cái nơi này trợ giúp cho hàng chục ngàn người bây giờ không còn nhà để về, phải trú ẩn ở các center. Thì Mississippi với lại Louisiana vẫn là hai vùng mà bị thiệt hại nặng nề nhất. Tổng cộng đó là có khoảng 60.000 người ở Mississippi đến bây giờ vẫn bị mất điện. Rồi chưa kể đó là nhiều người đó, một số những cái nơi mà bị mưa, bởi vì trong từ hôm thứ bảy cho đến bây giờ đó, cái lượng nước mưa mà đổ xuống đó tổng cộng là khoảng 10 cho đến 13 inch ở hai cái vùng này. Nhưng mà có một số vùng nó nằm ở cái khu vực mà trũng nhất đó, thì là lượng nước mưa lên tới 15-16 inch, cho nên có thể những cái căn nhà đó nó hoàn toàn bị hư hại. Cho nên là sáng ngày hôm nay cơ quan IRS họ cũng tuyên bố là gia hạn cái thời gian mà trả tiền thuế, khai thuế cho những người bị ảnh hưởng bởi cơn bão này, cơn bão Ida này ở hai khu vực Mississippi với Louisiana. Thay vì hạn chót là 15 tháng 10 thì những người ở khu vực này có đến ngày 3 tháng Giêng năm sau thưa quý vị. Vẫn tin cập nhật hai người chết ở Louisiana và hai người chết ở Mississippi vì cái con đường mà những người di chuyển này bị sập bởi vì ngập nước quá nhiều. Thứ hai nữa, tính đến giờ phút này vẫn còn 1 triệu người bao gồm gia cư, nhà dân và các cơ sở thương mại không có điện.
họ nói rằng từ 1 tuần tới 3 tuần lễ mới có điện. Thế nhưng ngay bây giờ thì các nhân viên của sở điện và sở tiện ích của Louisiana đang cật lực để cố gắng nối kết những cái đường dây. Vấn đề đầu tiên là phải có điện, bởi vì có điện mới có hệ thống để lọc nước sạch được, điện với nước đi cùng với nhau, chưa kể là hệ thống ga nữa. Tất cả bây giờ không có làm việc được hết, cơ sở thương mại cũng không có mở cửa được. Cái khó khăn đó là muốn người dân sinh hoạt được và hỗ trợ cho những người dân này, cần phải có chợ búa, tiệm tạp hóa vân vân để cung cấp những nhu yếu phẩm hàng ngày. Trong khi đó, vấn đề của bão Ida đang gây hại đến có khả năng là giá xăng dầu trong vùng sẽ tăng lên trong thời gian tới. Hy vọng là bên phía Tây, nhưng mà ngay bây giờ thì California cũng đã có cái giá xăng cao nhất nước rồi, thì bên vùng phía Tây không bị ảnh hưởng bởi vì có cái hệ thống cung cấp dầu riêng. Nhưng mà bên phía miền Đông đó, từ Louisiana trở đi đó, thưa quý vị, do ảnh hưởng của bão này, mà họ nói không phải chỉ riêng Louisiana, Mississippi, Alabama và Virginia ngày hôm nay, một rất nhiều nhà dân cũng không có điện bởi bão di chuyển về hướng Bắc đó, về hướng Đông Bắc đó, cũng thả một lượng nước khổng lồ khi mà trở thành cơn bão nhiệt đới ở đây. Cho nên dầu tăng, rất nhiều xe bồn dầu không đến khu vực này được vì lý do đường phố bị tắc nghẽn, đó cũng là ảnh hưởng luôn. Cho nên cho dù có trở lại vào thời điểm này, nhưng mà bởi vì xe xăng dầu không cung cấp được cho nên đi vào đây cũng không có xăng dầu để tiêu thụ. Chưa kể là cái hệ thống đường ống chuyển dầu và hệ thống chuyển dầu xăng cộ đó cũng bị ảnh hưởng từ bão Ida, khiến cho giá xăng dầu sẽ tăng lên bởi vì dựa trên cái nguồn cung cầu, thưa quý vị. Dow Jones sáng ngày hôm nay lên, hiện nay từ sáng tới giờ thì nó trồi sụt khoảng 3-10 điểm, rồi có lúc thì lên được 1 điểm, 2 điểm. Tình hình có thể là giới đầu tư hiện nay đang theo dõi. Có người thì nói rằng bước sang tháng 9 là có khả năng thị trường chứng khoán sẽ đi vào cái chiều hướng chỉnh đổi, correction. Chỉnh đổi có nghĩa là tụt giảm để so với cái lợi nhuận hoặc là cái hướng hoạt động của các công ty trong tương lai, liệu rằng các công ty có tạo thêm lợi nhuận nữa hay không. Và dựa trên cái nhìn trong tương lai đó thì giới đầu tư sẽ bán tháo các cổ phiếu, và có khả năng trong tháng 9 sẽ xảy ra. Và vì thế có các chuyên gia họ nói nếu có tiền mặt lúc này để dành, để buy, để dip, có nghĩa là chờ các chứng khoán này xuống thấp 5-10%, thậm chí có khả năng xuống tới 20%, tùy theo các hoạt động của các công ty này để mua. Và vì vậy đó cũng là mối quan tâm hiện nay của giới đầu tư lâu dài hoặc là ngắn hạn. Nasdaq xuống gần 30 điểm, S&P 500 xuống 2 điểm. Thế nhưng Nasdaq cũng đã lên đến mức kỷ lục trong thời gian qua, 15.236. Thị trường châu Âu giảm ngày hôm nay chút đỉnh, châu Á thì lại tăng, Hồng Kông tăng rất mạnh trở lại bởi vì các nhà máy sản xuất của Trung Quốc đã hoạt động hầu như vượt quá cái khả năng so với thời đại dịch. Bởi vì tính đến giờ phút này, Trung Quốc tuyên bố trong tháng 7 vừa qua họ đã kiểm soát được Delta variant biến chủng và tiếp tục giám sát tình hình để tránh gây ảnh hưởng đến mức sản xuất của Trung Quốc đã bị ảnh hưởng rồi. Nikkei lên được 300 điểm, Thượng Hải lên gần 16 điểm. Thưa quý vị, công trái phiếu 10 năm hôm nay nhích lên trở thành 1.3%. Công trái phiếu tăng cũng là mối quan tâm của giới đầu tư. Dầu xuống 41 sen, 68 đồng 80 sen, vàng xuống 4 đồng ở mức 1.802 đồng. Vâng, thưa quý vị, vào đầu tháng trước đó thì quý vị cũng nghe nói là ông thống đốc tiểu bang Florida Ron DeSantis, ông đe dọa là sẽ thứ nhất, một là cắt ngân sách, hai là giam lại ngân sách của bất kỳ học khu nào mà dám yêu cầu học sinh đó phải bắt
bị bắt buộc đeo khẩu trang đến trường học. Ý ông là không được bắt buộc mà để cho học sinh hay là phụ huynh đó họ hoàn toàn có cái quyền lựa chọn. Thì lúc đầu đó tưởng là ông chỉ hù dọa vậy thôi, nhưng mà thực sự Bộ Giáo dục của Florida đã theo chỉ thị của ông withheld ngân sách của hai học khu, thưa quý vị, và đó là hai học khu Broward với lại Alachua. Và sau khi mà bị giam ngân sách, bởi vì đây là hai cái học khu hình như tổng cộng là có khoảng 5 học khu ở Florida thôi, là bắt buộc học sinh phải đeo khẩu trang khi bước chân vào trường và ngồi ở trong lớp học, nếu bất kể phụ huynh có phản đối hay không cũng không được, thưa quý vị. Cho nên là hai cái học khu này là hai học khu đầu tiên bị Bộ Giáo dục họ giữ ngân sách lại, họ không có lấy đi luôn, nhưng mà họ nói là phải thay đổi lại cái việc bắt buộc thì họ đưa lại ngân sách. Nhưng mà hai cái học khu này họ không chịu và họ đã kiện. Thì vào thứ sáu tuần trước đó, thưa quý vị, một thẩm phán đã cho biết là ông thống đốc Ron DeSantis và Bộ Giáo dục không có cái quyền hạn gì để mà giam giữ hay là lấy đi ngân sách của các học khu. Mỗi một học khu họ có cái quyền đưa ra cái quy định riêng về cái việc bảo đảm an toàn cho trẻ nhỏ, đặc biệt là trong cái thời điểm mà đại dịch như thế này. Cho nên là phía tòa án yêu cầu Bộ Giáo dục Florida phải ngay lập tức release cái ngân sách cho hai cái học khu này. Chúng tôi tiếp tục với các bản tin đáng chú ý ngay sau phần quảng cáo. Mời quý vị cùng theo dõi. Chương trình tin tức hôm nay được bảo trợ bởi... Chúng tôi hân hạnh giới thiệu cùng quý vị công ty 405 Cabinets, chuyên về thiết kế và trang trí nhà bếp. Jin và Kim Thư Jewelry, nơi duy nhất bán vàng 4 số 9 có in hình bản đồ Việt Nam, 714-985-9999 và 714-657-7866. Thảo Yên, Hoàng Trọng Thủy trở lại với tất cả quý khán thính giả và tin tức liên quan đến tài chính ngày hôm nay. Một nhân vật trẻ, một người phụ nữ được xem là xinh đẹp và lịch lãm trước đây, bây giờ thì không còn nữa. Đây là cô Elizabeth Holmes, một người đã từng được đưa lên trên trang bìa của tờ Forbes, được cựu Tổng thống Clinton, được chính ông Bộ trưởng, cựu Bộ trưởng Ngoại giao Henry Kissinger và những nhân vật quyền lực, và thậm chí dưới thời ông Obama đó, lúc đó là ông Phó Tổng thống Joe Biden cũng đã đến thăm cái nhà máy mang tên là Theranos do cô làm chủ. Cô là người đã tìm cách thuyết phục giới đầu tư và kể cả nhân vật lừng lẫy tài tử để đầu tư vào công ty Theranos của cô. Công ty này như thế nào, thưa quý vị? Công ty này, cô là người học Stanford, đang học Stanford, nghĩa là có khả năng lắm. Thì bất chợt nhìn thấy một buổi tối, nghĩ rằng là mình phải trở thành Steve Jobs. Một trong những hình ảnh thần tượng của cô Elizabeth Holmes là Steve Jobs của Apple đó. Cô nói rằng một ngày không những tôi bằng với Steve Jobs mà tôi còn vượt qua Steve Jobs nữa, trở thành một nữ tỷ phú sớm nhất. Và quả nhiên như thế, nếu thực sự mọi thứ nó diễn biến một cách bình thường thì cô trở thành một người tỷ phú, tự mình làm nên công ty của mình, tài năng nhất thế giới. Thế nhưng bởi vì cái đam mê và cái ước mơ nó trở thành mù quáng đó, cho nên vượt quá tầm tay của mình. Theranos muốn làm gì, thưa quý vị? Hiện nay đó, trên thị trường có những cái máy họ thử máu, mà mỗi lần lấy máu của quý vị đấy, lấy cả ống máu luôn nữa, để đạt được cái kết quả tốt, tìm kiếm xem trong cơ thể của quý vị có bệnh gì hay không, ung thư, tiểu đường, tất cả. Và để mà thực hiện việc mà thử máu như thế này rất là công phu và cần những cái máy móc hiện đại và tốn kém nữa. Elizabeth Holmes nói rằng không, như quý vị nhìn thấy đó, cô cầm trên tay một cái ống nhỏ xíu à. Cô nói rằng cái máy của cô đó chỉ cần chích một giọt máu trong tay của mình thôi là có thể đoán được bao nhiêu thứ bệnh trong cơ thể của quý vị.
với cái giá phải chăng. Và khi tin tức này do cô thuyết phục đưa ra đó, thì quý vị biết đó, Walgreens, Walmart, Microsoft, Amazon, rất nhiều các công ty đổ tiền vào đầu tư với cô. Và cuối cùng thì chuyện gì xảy ra? Không chế được cái máy đó, thưa quý vị. Quý vị có thể tưởng tượng đó là Elizabeth Holmes đã ra lệnh cho những nhân viên thử nghiệm của mình á, lấy cái máy khác, cái máy hiện nay có trên thị trường để thử máu và cung cấp cho giới đầu tư cái kết quả xét nghiệm máu đó, kết quả xét nghiệm máu giả. Trong số này có những bệnh nhân được mang tới công ty Theranos để thử nghiệm, thì họ mới nhìn thấy cái kết quả thử máu của mình sau đó khác xa so với kết quả thử máu thí dụ như của các hãng bảo hiểm hoặc là của các bệnh viện. Họ mới nghi ngờ, họ mới mang đến để mà họ mới cung cấp. Và ngày hôm nay họ trở thành những nhân chứng để chống lại Elizabeth Holmes. Hiện nay thì cô đang đương đầu với rất nhiều tội danh, bao gồm tội lừa đảo giới đầu tư, tội chuyển tiền bất hợp pháp, đó là money laundering thưa quý vị, rồi tội trốn thuế. Có thời gian với những cái số đầu tư như vậy đó, thì thị trường chứng khoán ước tính là công ty Theranos của cô trị giá lên tới 9 tỷ Mỹ Kim, mà các cổ phiếu đa số nằm trong tay của Elizabeth Holmes, trên 50%, thì như vậy cá nhân cô đó có hơn 5 tỷ Mỹ Kim. Sau này thì công ty Theranos phá sản và giải tán luôn, rất nhiều các công ty mất tiền. Và ngày hôm nay chính thức là Elizabeth Holmes ra hầu tòa. Sáng ngày hôm nay bắt đầu khởi động tiến trình chọn lựa bồi thẩm đoàn để xử. Mỗi một án có thể mang tới 20 năm tù giam, cho nên họ nghĩ rằng sau khi cái vụ án này được xử xong đó, thì ít nhất cô cũng phải mang từ 10 tới 20 năm tù, ít nhất đó là 10 tới 20 năm tù. Chưa kể nữa đó là ghê gớm lắm thưa quý vị, khi mà biết mình bị điều tra đó, cô ra lệnh tất cả các dữ kiện thu thập được trong thời gian qua xóa hết. Có nhân viên đã mang những cái ổ cứng máy điện toán đi xóa và bây giờ đó họ không biết được những cái ổ cứng này đâu. Cho nên đó cũng là nằm trong cái cuộc điều tra của liên bang. Rồi cơ quan điều tra chứng khoán cũng theo dõi và điều tra, cho nên nhiều cuộc điều tra của phe công tố ở các nơi được đưa ra ngày hôm nay. Từ một người, và thực sự cô rất là thông minh, học vào Stanford mà có khả năng lắm, nhưng mà do cái sự tham vọng quá lớn đi đã khiến cho cô đi vào lầm đường và giờ đây đó là ở trong tù ngọt gông luôn. Và bước sang phần tin quốc tế thì thưa quý vị, cảnh sát ở tại bang Sao Paulo của Brazil đó vào ngày hôm nay họ vẫn đang tiếp tục truy lùng một cái nhóm cướp hơn 20 tên đã thực hiện một cái vụ không phải một, ba vụ cướp liên tục vào ngày hôm qua ở tại tiểu bang Sao Paulo đó. Nhưng mà chưa bao giờ thấy cái cảnh tượng mà chúng bắt con tin rồi cột họ trên cái nóc xe đó thưa quý vị, để mà ngăn cản, làm lá chắn không cho cảnh sát bắn vào xe của chúng bởi vì có con tin nằm ở trên. Và đây là hình ảnh mà như quý vị thấy. Thì phía cảnh sát cho biết là vào ngày hôm qua cùng một lúc hơn 20 tên lái 10 chiếc xe đã xông vào ba cái nhà bang ở tại một cái thành phố nhỏ gọi là Aracatuba ở tiểu bang Sao Paulo. Và cảnh sát không nói là chúng cướp đi bao nhiêu tiền, nhưng mà nguồn tin ở bên trong ngân hàng tiết lộ là cái số tiền, tổng số tiền nó tương đương vài triệu Mỹ Kim lận thưa quý vị. Và đặc biệt đó là phía cảnh sát cho biết là có thể là chúng đã có tin tức từ tay trong, là bởi vì thường đó nhà bang họ mỗi một tuần họ thay đổi cái ngày để mà khi mà trong nhà bang có một cái số tiền lớn, không có một ngày cố định, nhưng mà không biết làm sao chúng biết cái ngày hôm đó, coi như là vừa đúng một tiếng sau khi ba cái ngân hàng đó có tiền là chúng ập vào. Và đặc biệt đó là thứ nhất chúng đặt bom xung quanh nguyên cái thành phố đó để mà phân tán cái sự chú ý của cảnh sát, để mà trong lúc mà chúng cướp á, thì chúng cùng một lúc bấm nổ tùm
tùm lum hết, và có người bị thương ở ngoài đường, cho nên là cảnh sát lúc ban đầu đó họ không thể tập trung vào ba cái ngân hàng đó để mà giải cứu, và chúng còn sử dụng luôn máy bay không người lái thưa quý vị, để mà nhìn ở trên không đó, chọn cái cách chạy thoát phía cảnh sát, cho nên là cảnh sát rất là khó khăn để mà rượt cái đám này. Và đặc biệt là chúng lái 10 chiếc xe thì trong ba cái ngân hàng đó chúng bắt theo 10 người con tin, và như chúng cột ở trên cái nắp xe như quý vị thấy, và hậu quả là có hai con tin có thể là chắc bị văng xuống trong lúc mà chúng bị cảnh sát rượt đuổi đó, hai người chết và một tên cướp đã bị chết trong cái vụ này, vẫn còn 19 tên khác bỏ chạy kịp. Và bây giờ đó, phía cảnh sát cho biết là họ không có biết dấu vết của 19 tên kia ở đâu cả, và cái cuộc truy lùng này vẫn đang diễn ra. Thì theo tờ Reuters đó, đây không phải là lần đầu tiên có những cái cuộc cướp ngân hàng mà chúng có kế hoạch chi tiết như thế này. Vào hồi tháng 12 năm ngoái đó, cũng cùng một lúc hai cái ngân hàng của cùng một cái thương hiệu ở Brazil bị cướp, mà sau khi mà bị cướp rồi đó thì cảnh sát cũng cho biết là có vẻ như là bị từ phía bên trong phối hợp với bọn cướp, cho nên là xảy ra rất là gọn gẽ, nhanh lẹ. Chúng tôi tiếp tục với phần tin đáng chú ý thời sự thế giới sau phần quảng cáo, mời quý vị cùng theo dõi. Chương trình tin tức hôm nay được bảo trợ bởi. Chúng tôi hân hạnh giới thiệu cùng quý vị công ty 405 Cabinets, chuyên về thiết kế và trang trí nhà bếp. Jean và Kim Thư Jewelry, nơi duy nhất bán vàng 4 số 9 có in hình bản đồ Việt Nam, 714-985-9999 và 714-657-7866. Thảo Uyên, Hoàng Trọng Thủy trở lại với tất cả quý khán thính giả. Liên quan đến tình hình rời bỏ Afghanistan, ngày hôm qua chính thức Hoa Kỳ đã triệt thoái toàn bộ ngũ giác đài, tuyên bố không còn binh sĩ Hoa Kỳ nào hiện diện ở Afghanistan nữa, không còn một viên chức ngoại giao vân vân ở Afghanistan nữa. Thế nhưng trong một thông báo đưa ra ngày hôm nay thì phía tòa đại sứ Hoa Kỳ, và trong đó có Ngoại trưởng Hoa Kỳ Antony Blinken, tuyên bố mặc dù không còn bất cứ một nhân vật chính trị đại diện của chính phủ Hoa Kỳ ở Afghanistan, nhưng mà họ vẫn liên lạc với Taliban, thưa quý vị. Taliban bây giờ đã chiếm lãnh toàn bộ việc cai quản Afghanistan. Ngày hôm qua thì Taliban tuyên bố với các ngân hàng, các anh yên tâm đi, mở cửa lại dùm cho chúng tôi. Chúng tôi không có đưa ra bàn tay sắt để giết hại các anh đâu. Nói chung, nói chuyện với các giới chức, và bởi vì Taliban chỉ sỏi về du kích thôi, còn về vấn đề quản trị họ không biết gì cả. Cho nên họ hiện nay đang rất là chật vật để làm cách nào mang lại sự bình thường hóa cho Afghanistan. Đó cũng là mối quan tâm của giới chức Hoa Kỳ, và ông Antony Blinken nói mặc dù chúng ta rút ra khỏi, nhưng Hoa Kỳ vẫn tiếp tục làm việc và hỗ trợ cho người dân Afghan, bao gồm làm việc chung với các cơ quan của Liên Hiệp Quốc và các tổ chức phi chính phủ đang làm việc tại đây. Nói chung, Hoa Kỳ không còn giữ vai trò trực tiếp nữa, mà là gián tiếp qua các cơ quan khác. Và như thế, nếu mà cần liên lạc trực tiếp, thì Hoa Kỳ vẫn liên lạc qua đường dây điện thoại, hoặc là email, hoặc là internet. Còn nếu mà muốn thảo luận trực tiếp, họ sẽ cử người. Nhưng ngay trong thời điểm hiện tại thì họ chỉ nói chuyện thông qua các cơ quan quốc tế mà thôi. Trước đó thì bên phía Liên Hiệp Quốc họ đưa ra những cái nỗ lực, một bên thì đồng ý để hỗ trợ cho Afghanistan. Một thành phần khác thì nói rằng cho đến khi nào chúng ta đạt được cái thỏa thuận với chính quyền Taliban để cứu di tản số người còn kẹt lại, trong đó kể cả những đồng minh của Hoa Kỳ trước đây. Thưa quý khán thính giả, chưa hết,
vẫn còn hàng trăm người Mỹ kẹt lại ở đây, không biết làm thế nào để giúp cho họ được. Binh sĩ Hoa Kỳ thì rút đi hết, nhưng mà có nhiều gia đình người Mỹ hoặc là người Mỹ từng làm việc và thậm chí lập gia đình với người phụ nữ Afghan họ kẹt lại bởi vì không có cách nào để đến phi trường, vô cùng nguy hiểm cho mạng sống của họ. Và vì vậy hiện nay nói thì trên lời môi, đầu môi chót lưỡi thôi, người ta chỉ nghe như thế, nhưng mà họ muốn nhìn xem coi trong thời gian tới tòa Bạch Ốc, Tổng thống Joe Biden sẽ có chính sách thực tế như thế nào để hỗ trợ cho những người Mỹ và kể các đồng minh của Hoa Kỳ rời khỏi Afghanistan một cách an toàn. Thứ hai nữa đó là hỗ trợ cho Afghan mà không có sự hiện diện và không có việc kiểm toán thì liệu rằng những cái đồng tiền mà Hoa Kỳ rót vào đó, ai sẽ kiểm soát đồng tiền này? Chưa kể đó là tiền chẳng lẽ của Hoa Kỳ mà lại hỗ trợ cho các nhóm khủng bố hoặc là những cái nhóm quá khích như Taliban hay sao? Cho nên đây là một cái bài toán hóc búa đối với chính quyền của Tổng thống Joe Biden trong thời gian tới. Và quay trở về với những bản tin địa phương thì thưa quý vị, cảnh sát ở tại hai thành phố Garland với lại Plano của Texas đang phối hợp điều tra một cái vụ, đó là có một người công dân của Garland, ông này tên là Imran Ali Rashid. Bản tin không có nói ổng là người gốc nào thưa quý vị, nhưng mà ông này đó đã bị truyền cảm hứng bởi những cái nhóm khủng bố ngoại quốc, cho nên là vào hôm chủ nhật vừa qua đó, ông ta đặt một cái cú xe từ công ty Lyft, thì nạn nhân là cô Isabella Lewis là người lái xe đó, cô đến để rước ông này, thì vừa mới đến y mở cửa xe ra và bắn cô gái chết ngay tại chỗ. Phía cảnh sát cho biết là cả hai không có quen biết gì nhau cả, y chỉ muốn bắn một người để mà có vẻ như muốn thực hiện một cái hành vi khủng bố, rồi sau đó y đã cướp chiếc xe của cô Isabella và y lái đến sở cảnh sát Plano thưa quý vị, và đi vào trong cái lobby của sở cảnh sát đó và y nổ súng lung tung hết, nhưng mà may là không có cảnh sát nào bị thương và y đã bị những người cảnh sát của cái nơi này đó bắn trọng thương, y được đưa vào bệnh viện, thì vào ngày hôm qua y đã qua đời. Thì sau khi thực hiện cái vụ khủng bố không có thành này đó, phía FBI đã mở một cuộc điều tra và họ cho biết thứ nhất là từ năm 2010 cho đến 2013 đó, Rashid đã từng bị lực lượng điều tra khủng bố nội địa của Hoa Kỳ đó nhắm vào và họ liên tục theo dõi y trong suốt 3 năm trời, là bởi vì y và chuyên môn lên internet tìm kiếm những cái website của những tụi khủng bố ISIS với Al-Qaeda đó thưa quý vị. FBI cho biết là ISIS với Al-Qaeda chúng rất là active ở trên internet, thường xuyên tìm kiếm thành viên và những người mà tôn thờ chúng đó, và đặc biệt là nếu mà tỏ ý là muốn gia nhập là chúng sẽ gửi liền cho những cái bài rao giảng vân vân, và chúng khuyên là thực hiện những cái hành vi khủng bố ở tại đất nước mà những cái người này đang sống. Cho nên phía FBI tin rằng ông Rashid này đó đã bị truyền cảm hứng khi liên tục coi những cái bài đăng của bọn khủng bố, nhưng mà bây giờ FBI vẫn không cho biết là ông này đó ổng có thêm đồng bọn gì hay không, và FBI vẫn tiếp tục lục soát những cái laptop của ổng để mà tìm xem liệu ổng có những cái chi tiết những cái kế hoạch nào khác hay không, nếu như mà thành công bắn nhiều cảnh sát ở cái sở cảnh sát Plano. Và cảnh sát không biết tại sao ông chọn sở cảnh sát Plano khi mà ông sống ở thành phố Garland. 1/3 người Mỹ đang đi làm, tức là khoảng 50 triệu người, phân nửa dân số của nước Mỹ được xem là đóng góp vào cái việc mà phát triển kinh tế của Hoa Kỳ, tức là chòm chèm khoảng 150 triệu người lớn đang đi làm hiện nay. 1/3 những người này theo một cuộc khảo sát mới nhất cho biết trong suốt 3 tháng trời vừa qua, họ không có một ngày, không có một ngày nào để nghỉ ngơi, tĩnh dưỡng cả. Và đó là một cái vấn nạn hiện nay trong cái thời đại dịch. Tưởng rằng nhiều người lúc mà ở nhà đó thì lại khác. Nhưng mà họ nói rằng cái việc ở nhà
họ trông nom trẻ em. Lẽ đương nhiên khi mà ở nhà cũng có những cái giây phút thảnh thơi, nhưng mà đầu óc thì lại quan tâm đến vấn đề đại dịch, không biết mình công việc làm của mình như thế nào. Và cho cả đến khi mà mở cửa trở lại, những người Mỹ này họ cho biết là trong suốt 3 tháng vừa qua, tức là sau khi được đi làm trở lại đó, thứ nhất đó là họ bận với công việc, thứ hai đời sống. Đời sống ở đây thì lo cho gia đình, lo cho bản thân, giặt giũ quần áo thì đó là một phần. Kids, con cái của họ, và vì thế họ không có được một ngày để nghỉ ngơi thật là đầy đủ. Cuộc thăm dò được thực hiện nhắm vào 2.000 người Mỹ trên khắp các tiểu bang để đặt ra các câu hỏi xem coi trong cái đời sống cá nhân riêng tư của họ đó, họ có những cái giây phút nào để nghỉ ngơi, bao gồm nghe nhạc một mình. Những người này nói không được luôn, họ chỉ có khả năng nghe nhạc trong lúc họ chạy bộ hoặc là tập thể dục mà thôi. Rồi họ nói chứ nếu mà quý vị có cái thì giờ để bóp bô bát hay không, thưa quý vị, người Mỹ họ thích cái này lắm, tức là có một cái bồn nước ấm, nằm trong cái bồn nước ấm nghe nhạc đọc sách, đó là cái thời gian mà họ nói họ có thể ở một mình không có ai bị phiền. Thế nhưng đa số trong số 2.000 người này đó, họ nói 48% họ thèm được tắm trong bồn tắm. Rồi sau một ngày nghỉ ngơi, sau một ngày làm việc dài đó, có bao nhiêu người được thực sự nghỉ được 15 phút mà không phải bận rộn với vợ, con hoặc là công việc, thì chỉ có 37% nói là họ hưởng được cái không khí đó mà thôi. Chưa hết thưa quý vị, có những cái cuộc thăm dò để cho thấy những người mà họ nói là họ bận rộn nhất đó là vào thời điểm buổi sáng. Buổi sáng đối với người Mỹ là cái thời điểm mà căng thẳng nhất. Thứ nhất là họ phải dậy đúng giờ lo cho công việc. Thứ hai, khi mà tựu trường các em phải đưa các em đi. Và quý vị nhìn thấy những hình ảnh trong phim ảnh, người mẹ hoặc người bố thức dậy để lo ăn sáng cho con, để bảo đảm con đến trường no bụng. Bởi vì đến lớp có những trường thì cho các em ăn sáng, có những trường thì không, cho nên họ muốn chăm sóc cho các em ăn sáng, nội cái chuyện thức dậy thật sớm cả 1-2 tiếng đồng hồ để lo cho gia đình. Vì vậy đó, qua cái cuộc khảo sát này để cho thấy cái tình hình thực tế hiện nay với cái đời sống trong thời buổi đại dịch này, và trong thời gian mà một quốc gia như Hoa Kỳ đương đầu với đại dịch như thế nào trên tâm lý của người Mỹ. Chúng tôi tiếp tục gửi đến quý vị các bản tin đáng chú ý ngay sau phần quảng cáo. Mời quý vị cùng theo dõi. Chương trình tin tức hôm nay được bảo trợ bởi... Chúng tôi hân hạnh giới thiệu cùng quý vị công ty 405 Cabinets, chuyên về thiết kế và trang trí nhà bếp. Jin và Kim Thư Jewelry, nơi duy nhất bán vàng 4 số 9 có in hình bản đồ Việt Nam, 714-985-9999 và 714-657-7866. Cảm ơn quý vị đang theo dõi phần cuối cùng của chương trình. Và thưa quý vị... một trong 13 binh sĩ Hoa Kỳ mà bị thiệt mạng trong cái vụ nổ ở tại phi trường Kabul, Afghanistan đó, đây là anh Karim Nikui. Thì bây giờ cái chuyện đó là quý vị cũng biết là đa số, có một số người dân Hoa Kỳ, không riêng gì những người mà có con cái là binh sĩ mà bị thiệt mạng trong cái cuộc chiến Afghanistan, mà một số người dân Hoa Kỳ họ cũng chỉ trích chính quyền của ông Biden là đã gián tiếp gây ra cái chết của những người này. Thì đặc biệt mẹ của anh Karim đó, đây là bà Shana Chappell, thưa quý vị. Từ trước khi mà xảy ra cái chuyện nổ ở phi trường đó, thì nhiều tháng trước là bà đã liên tục sử dụng mạng xã hội để mà chỉ trích cái quyết định của chính quyền ông Biden là quyết định rút ra khỏi Afghanistan, vân vân. Thì
Bà cho biết đó là từ lúc đó phía Facebook với lại Instagram đó đã liên tục, quý vị cũng nhớ là nếu quý vị vi phạm vào những cái quy định của Facebook đó là lúc đầu họ sẽ warning, rồi sau đó là họ sẽ cái kiểu giống như là lock, không cho quý vị, ban quý vị 3 ngày, 7 ngày vân vân. Nhưng mà bà Chapel bà nói là bà chỉ viết những cái bài chỉ trích chính quyền thôi, chứ thật sự bà không có đăng những cái hình ảnh phản cảm chết người hay gì cả, mà chỉ vì chỉ trích chính quyền Biden mà bà bị Facebook flag account, flag vài lần thì bắt đầu là họ ban 7 ngày, 1 tuần gì đó. Và cuối cùng thì bà nói là sau khi mà con bà đã là một trong những người thiệt mạng đó, thì tần suất những cái lần mà bà đăng chỉ trích chửi bới chính quyền và nặng hơn nữa đó, là bà nói là ông Biden đã, bàn tay của ông đã vấy máu, là phải chịu trách nhiệm cho cái chết của con trai bà. Thì vào sáng ngày hôm qua đó, bà nói Instagram với lại Facebook của bà đã hoàn toàn bị coi như là không log in vô được. Họ nói là bà đã vi phạm rất là nặng cái policy của Facebook, cho nên là họ không có trả account của bà lại. Thì cái vấn đề ở đây đó, bây giờ bạn bè với lại gia đình của bà Chapel nói rằng chúng ta đang ở trong một cái đất nước tự do thôi quý vị, nhưng mà thật sự Facebook đó họ có cách hành xử chẳng khác nào bọn cộng sản cả. Họ có cái quyền bịt miệng những ai mà họ muốn, bởi vì cái việc mà chỉ trích chính quyền đó là đâu có vi phạm gì. Chúng ta cũng biết là sử dụng mạng xã hội là không được đăng những cái hình ảnh liên quan đến nudity hay là những cái việc mà bắn súng đâm dao chết người, thì những cái lời chỉ trích của bà không có kèm theo những cái hình ảnh đó, thì tại sao lại nói là bà vi phạm cái luật của Facebook? Cho nên bây giờ đó người thân của bà tố cáo đó là Facebook đó, họ giống như là họ không có thích cái việc người dân chỉ trích chính quyền, cho nên là họ bịt miệng những ai mà chửi rủa cái việc liên quan đến cái cuộc chiến Afghanistan. Cho nên trong khoảng thời gian này đó, quý vị cũng thấy, kể cả người Việt sử dụng Facebook cũng thấy là nếu như những cái bài đăng mà liên quan đến chiến trường Afghanistan hay là dính những cái keyword như là Biden administration đó, chính quyền Biden, mà kèm theo những cái hình ảnh là rất là dễ bị họ flag và họ sẽ ẩn cái bài viết đó của chúng ta. Trong khi đó thì có những cái tin liên quan đến COVID-19. Thứ nhất là ngày hôm qua, cơ quan CDC đưa thêm các danh sách của các quốc gia ở châu Âu khuyến cáo người dân Mỹ không nên đến vì cái tình trạng nhiễm dịch. Và thứ hai, để đáp trả thì phía Liên hiệp châu Âu đã lấy tên Hoa Kỳ ra khỏi danh sách an toàn du lịch. Điều này có nghĩa là kể từ ngày hôm nay, những ai mà muốn đi du lịch châu Âu phải chứng minh họ đã được chích ngừa 2 mũi, chích ngừa đầy đủ. Và nếu mà chứng minh được họ bị được xét nghiệm và không có bị nhiễm COVID thì cũng được. Và nếu mà bị COVID rồi thì cũng phải có cái chứng minh là ngày hôm nay họ hoàn toàn không bị nhiễm COVID. Trước đây thì không có cái chuyện mà phải nghĩa là chích một mũi hoặc là xét nghiệm âm tính là đủ. Nhưng mà bây giờ thêm một cái quy định mới đối với những ai du lịch châu Âu. Tin tức này đưa ra cũng gây ảnh hưởng một phần cái tới các quyết định của những người chưa chích ngừa ở Mỹ. Mà chúng ta cũng biết đến giờ phút này đó, số lượng người chưa chích ngừa nó cũng chiếm trên 40% dân số của Hoa Kỳ. Chính vì vậy cái số người này từng muốn đi du lịch châu Âu ngày hôm nay họ phải xét lại. Nếu mà họ chưa chích ngừa thì không vào châu Âu được. Thêm một điểm liên quan đến COVID-19 tạo nên một cái mối quan ngại không có lớn lắm, nhưng mà cũng là một cái tin tức để chúng ta quan tâm. Cơ quan CDC sáng ngày hôm nay tuyên bố cái số người nhập viện sau khi đã chích ngừa tăng lên trong thời gian qua. Có nghĩa những người tuổi từ 75 trở lên, thưa quý vị. Mặc dầu cơ quan CDC nói rằng trong các bệnh viện, các báo cáo hơn 97% những người phải nhập viện và trong tình trạng nặng đó là chưa chích ngừa. Nhưng mà có những trường hợp những người cao niên trên 75 tuổi đã phải vào bệnh viện mặc dù họ đã được chích ngừa rồi. Và điều này để khuyến cáo cho thấy rằng cái việc chích ngừa 2 mũi chưa hoàn toàn bảo vệ được, nhất là những người cao niên hoặc là những người có tiền bệnh. Vì vậy, những người này vẫn cần áp dụng
những cái nguyên tắc về an toàn vệ sinh cá nhân để tránh bị lây nhiễm. Không có nghĩa chích ngừa, điều này một lần nữa thưa quý vị để chứng minh cho thấy không có nghĩa chích ngừa là hoàn toàn chống lại COVID-19. Chưa hết, sáng ngày hôm nay trên tài CNN họ loan tải một tin, họ nói rằng ở tại Nam Phi bắt đầu có một biến chủng mới, không phải là Delta variant mà biến chủng mới. Họ đang giám sát tình hình để xem những người mà nhiễm biến chủng mới này có khả năng lây nhiễm và để xem cái hoạt động của con biến chủng mới ngoài Delta hoạt động như thế nào và sẽ thông báo những cái tin tức cần thiết thưa quý vị. Cho nên ngày hôm nay những người mà trên 75 tuổi, những người cao niên cũng nên rất là cẩn trọng cho dù đã được chích ngừa. Và điều đó chúng ta thấy tại sao người Mỹ ngày nay, nếu mà quý vị đi ra ngoài thấy rất nhiều người đi vào trong Walmart, đi vào các nơi, họ đã mang khẩu trang mặc dầu họ đã được chích ngừa rồi. Vâng, thưa quý vị, vào hồi cuối tháng 5 đó, thì quý vị cũng nhớ cái vụ mà cái người nông dân gốc Mexico mà là di dân bất hợp pháp ở tại Iowa đó, nghi phạm chính trong cái vụ mà cưỡng hiếp rồi giết chết cô sinh viên Molly Tibbetts vào cuối tháng 5 đó, trong một cái phiên tòa, đáng lý ra cái phiên tòa đó là chờ chỉ còn một lần nữa thôi là ông Christian Rivera sẽ phải nghe cái phán quyết là ông bị kết án bao nhiêu năm tù. Nhưng mà vào cái phiên tòa vào cuối tháng 5 đó thì phía luật sư của Rivera đã đưa ra một loạt những cái tình tiết mới và được yêu cầu mở một coi như là một cái phiên tòa hoàn toàn mới, bởi vì từ trước đến giờ đó phía biện hộ của Rivera nói là các công tố viên đã che giấu những bằng chứng cho thấy là có thể Tibbetts bị một cái kẻ trong vùng giết chết chứ không liên quan đến Rivera. Rồi có hai nhân chứng mới xuất hiện mà hai nhân chứng đó lại không quen với nhau, lại cùng khai cùng một lời khai, đó là có một cái người đàn ông sống ở trong vùng đó là một người đàn ông 50 tuổi, trong lúc mà đến cái quán bar ở địa phương đó thì y trong lúc say xỉn y mới nói y mới là kẻ giết Molly Tibbetts, và lúc đó thì ông Rivera là cái nghi phạm chính trong cái vụ này đó, thì ông mới đưa ra một cái câu chuyện hoàn toàn khác, đó là ông nói là có hai người đàn ông bịt mặt bắt ông đi đến một cái cánh đồng, kéo xác của cô này ra đó, rồi sau đó đánh ổng ngất xỉu dùng xe của ổng, cho nên là ổng không phải là người giết cô này, cho nên ổng mới biết được xác cô này để đâu. Thì lúc đó đó thưa quý vị, người thẩm phán chính trong cái vụ án này chấp nhận là bởi vì thật sự có hai người nhân chứng mà hai người này lại không quen biết nhau, họ đưa ra cái lời khai như vậy, và thẩm phán yêu cầu là công tố viên cũng như là phía biện hộ đi điều tra, công tố viên phải có cái trách nhiệm đi điều tra cái lời khai của hai người nhân chứng đó. Nếu như mà thật sự có thêm đủ bằng chứng về cái lời khai đó thì người thẩm phán chấp nhận mở một cái phiên tòa mới, coi như những cái lời thú tội của Rivera ra từ trước đó sẽ hoàn toàn hủy bỏ hết. Tuy nhiên sau 3 tháng điều tra về cái lời khai mới đó thì cuối cùng vào ngày hôm qua thưa quý vị, cái phiên tòa này đó đã tất cả những cái bằng chứng trước đó của công tố viên cũng như phía biện hộ đó không có được thẩm phán bác bỏ mà giữ nguyên như cũ, bởi vì thật sự có hai người nhân chứng, nhưng mà phía công tố cũng như là cảnh sát họ đi điều tra thì cuối cùng không có ra được cái bằng chứng gì mới cả. Cái nghi phạm mà hai người nhân chứng đó nói cuối cùng cũng không có bằng chứng cho thấy ông này ông liên quan đến cái chết của Molly Tibbetts. Rồi cái câu chuyện mà ông Rivera ông kể là ông chỉ bị ép lái xe đến cái cánh đồng ngô đó để mà phi tang xác của cô Tibbetts cũng không có hoàn toàn thành lập, cho nên là phía thẩm phán đã đưa cái mức án cao nhất, đó là án chung thân cho Christian Rivera ở tại Iowa, không còn án tử hình nữa. Và phía luật sư biện hộ của ông này đã cho biết họ sẽ tiếp tục kháng cáo. Trong khi đó thì những cái tin tức cập nhật từ Louisiana, Mississippi tin mừng là cho đến giờ phút này cơn bão đã qua đi và mang với sức gió 150 dặm, nhưng mà cái bờ đê đó an toàn. Tuy nhiên câu cả trả lời kế tiếp đó là xây bờ đê vững vàng 16 năm qua nhưng mà cái hệ thống điện không được bảo trì và xây dựng,
Đó là một cái trở ngại rất lớn, và cả một cái hệ thống điện ngày hôm nay không đủ cung cấp. Nó khác với cái thời gian của Katrina, mặc dù điện bị cúp nhưng mà sau đó các khu vực như New Orleans vẫn có điện trở lại. Đến giờ phút này một câu hỏi lớn đặt ra là khi nào thì có điện? Chúng tôi mời quý vị theo dõi thêm các bản tin cập nhật, mời vào trang nhà littlesaigontv.com cũng như theo dõi phần live stream, và hẹn với quý vị vào chương trình ngày mai. Xin cảm ơn và kính chúc quý vị một ngày làm việc thật nhiều sức khỏe. Hẹn gặp lại vào chương trình ngày mai.